Kia nó dòng đó mà nhẹ nhàng mà rồi ok em cưa xích Sinowa shop nha 1036S em này thì nòng của nó là 40 ly nha, nhưng con này mạnh hơn con kia nha, con này nòng 40 rồi. Em này thì có trợ lực lớn này, thích hợp cho bác nào xài gia đình nhỏ gọn nhạy nổ nhá, nhẹ nhàng ha. Có núm bơm xăng đó, e của nó cũng là e tự động luôn ha. Đời này thì đặc biệt hơn nghĩa là hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 nha các bác nha. Đó, hai ốc chân lam và cây lam theo máy được sử dụng lam 35, phần cắt vào cây là 30 nhá. Đó thì hiện tại lam theo máy thì nó tổng độ dài nó như thế thôi. Còn bác nào mà ví dụ như muốn dài hơn 40 hay 45 chẳng hạn thì mình có thể kết nối qua cho em. Em đổi cho các bác cây lam khác ha. Đó, lông mặt tiền này. Cũng khá là đẹp nhá, có hàm rồng đầy đủ ha. Dòng này thì có trợ lực lớn nhá, xài gia đình khỏi suy nghĩ, thương hiệu Sóc nha. Mẫu này thì xài cực kỳ bền bỉ, thứ hai là tiết kiệm nguyên liệu nhá. Đó. 2.6 máy. Dạ. Rất là đẹp nha, con này xuất sắc luôn á. Giờ khởi động lại cho các bác nghe. Ok, em này là 2.600.000 đồng nha. Bác nào cảm thấy ưng mẫu này có thể kết nối qua giúp em đặt hàng ha. Hiện tại lam xích mà em chưa có đổ nha. Trước khi mà em gửi máy cho các bác là em sẽ test nổ đầy đủ, thử hết nhất lam em mới gửi nha các bác nhé. Yên tâm ha. Rồi, bác nào ưng mẫu cơ xích Sinowa Shock này có thể kết nối qua giúp em nha. Giá là 2.600.000 đồng.